Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay ngày 25 tháng 4, Phạm Thức Audio tiếp tục quay và giới thiệu đến quý vị và các bạn là bên em hiện tại bây giờ đang có hai chiếc lọc xì in cây 1450. Đây, in cây 1450. Nó được thiết kế như thế này, mặt màu đen. Với chiều rộng của nó là khổ 43,5 cm, vừa với săn xui, vừa với khổ của săn xui và đờ non. Đây. Và bên dưới là con đờ, đây, ví dụ như con lúc man bên dưới đặt lên cũng hay phết đấy. Đấy. Thì con này là con hàng thị trường của thị trường Hàn Quốc nó sản xuất, và nó sản xuất đa cầu điện. Nó có thể sử dụng hai cầu điện, hiện tại bây giờ em đang cắm điện 100V nhá. Nó sản xuất hai cầu điện 100V và 220V. Đấy. Nó là hàng xuất mà, xuất cho thị trường nội địa nữa. Thì hai chiếc lọc này đều rất đẹp luôn. Về nguyên bản của chiếc lọc in cây 1450 thì nó chỉ có đèn ở đây thôi này. Không có đèn đầu cần ở đâu nhá. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi em tí toán nghịch ngợm, em đã cho thợ của em độ lên thành có đèn. Đấy. Nhưng mà con này là con phiên bản đầu tiên. Phiên bản đầu tiên có nghĩa là như nào? Là nghịch, chiếc này nghịch đầu tiên. Nên chính vì nó nghịch đầu tiên nên là cái đèn này nó không thành công. Đấy, nhưng mà đang sử dụng hoạt động hoàn hảo, tính năng ok. Nhưng mà đèn đầu cần nó không sáng. Nhưng sang con này thì đèn đầu cần sáng lung linh luôn. Đấy, là có hai chiếc. Thì một chiếc bên trên. Đấy, là thí nghiệm không thành công. Nên để cho anh em giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu chiếc lọc này. Còn chiếc lọc bên dưới này là thí nghiệm thành công. Thì làm cho anh em với giá là 1 triệu. Đây, nó cũng có đèn tia như này nhá. 1,8 triệu. 1,8 triệu chiếc lọc này. Máy bên trong rất đẹp luôn này. Nguyên zin 100%. Khổ 43, cao 10,5 cm, sâu của nó đây 27-28 cm. Còn đây, đây là mặt sau của chiếc quai. Công suất của nó là 7,5W. Đấy, các tín hiệu đầu vào đầu ra. Đấy, nó có hai cầu điện này. Hiện tại em đang cắm điện 100V, còn nếu muốn cắm 220V thì gạt xuống dưới. Đấy, con dưới cũng thế. Dòng của Hàn Quốc này thường thường được sản xuất vào năm 1990-91, trong khung đấy. Tiếng của món này rất tốt luôn nhé. Với một cái mức giá mà dưới 2 triệu thì tiếng của bọn này nó là quá đẳng cấp. Bởi vì nó được thiết kế đây, 1, 2, 3, 4, 9 dải tần một vế. Đấy, 9 dải tần một vế. Và nó thiết kế đèn tia như này. Đây là qua quai và không qua quai này. Còn con dưới này qua quai, không qua quai, đèn vẫn sáng nhá. Em đã cài đặt mặc định rồi. Rồi, Phạm Thức Auto kính chào quý vị các bạn. Có cọc thì có ship hàng. Giá của nó là như em vừa báo 1,5 triệu hay 1,8 triệu. Anh em chung kết thì liên hệ địa chỉ 468 Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại ghi ở dưới, số tài khoản cũng ở dưới. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ. Cọc trước cho bên em 500, bọn em sẽ ship COD cho anh em. Rồi, thank you anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio.